Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. 16 địa phương ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Khách quá đông, đền Bà Chúa Kho khẩn cấp đóng cửa. Người dân thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine xuyên Tết Nhâm Dần 2022. Choáng với giá vé máy bay cao gấp 5 lần trước Tết. Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ đã nhiều hơn dân số của một bang. WHO cảnh báo biến thể Omicron tàng hình khó phát hiện hơn. Vừa rồi là phần điều qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. 16 địa phương ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 2.315.689 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.308.602 ca, trong đó 2.099.639 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 514.390, Bình Dương 292.953, Hà Nội 142.433, Đồng Nai 99.926, Tây Ninh 88.460. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.147 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.612 ca trên ngày. Theo Bộ Y tế, đến nay đã có 16 tỉnh, thành phố ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron với 192 trường hợp được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh 92, Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Hưng Yên 6, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Dương 1, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1. Bộ Y tế nhận định, dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước, số ca mắc mới, số ca chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm. So với tuần trước, số ca tử vong trong tuần giảm 22%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 15,1% và số ca nặng nguy kịch giảm 22,4%. Tuy nhiên, việc cả nước đang mở dần lại các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm bệnh sau dịp Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả việc lây nhiễm biến thể Omicron. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cảnh báo nếu không kiểm soát, số ca mắc sẽ tăng ca nặng, gây quá tải hệ thống y tế dẫn đến nhiều trường hợp tử vong ngoài ý muốn. Trước nguy cơ này, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương trong thời gian tới cần tập trung công tác phòng chống dịch, nâng cao năng lực điều trị, giảm nguy cơ các ca mắc COVID-19 chuyển nặng và tử vong. Tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Không mặc cảm, kỳ thị với những người nhiễm hoặc nghi mắc COVID-19, người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định. Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 thần tốc mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 2, ra soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine, bảo đảm an toàn tiêm chủng. Người dân thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine xuyên Tết Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị, nhằm không bị gián đoạn chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, người dân thành phố vẫn được tiêm chủng xuyên Tết tại 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Theo danh sách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, có 31 điểm tiêm vaccine hoạt động xuyên Tết. Ghi nhận tại điểm tiêm quận 8, thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng y tế quận 8 đã triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine xuyên Tết, tiếp tục duy trì tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến ngày 8 tháng 2 năm 2022. Đối tượng tiêm trong giai đoạn Tết này với mục tiêu hoàn thành mũi 2 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định. Với 3 cơ sở y tế là Trung tâm Y tế quận 8, Bệnh viện quận 8 và Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp,
Dù là ngày Tết, nhưng nhiều người dân đến hạn tiêm vaccine vẫn cố gắng để hoàn thành mũi tiêm vaccine cho mình. Đại diện của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, những người chưa tiêm hay người đến lượt tiêm mũi 2, liều bổ sung, liều nhắc lại có thể đến bất cứ điểm tiêm nào tại 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức để được tiêm vaccine ngừa COVID-19. HCDC khẳng định người dân đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, bất kể thường trú hay tạm trú, có nhu cầu đều có thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 mà không cần đăng ký danh sách trước. Khi đi, người dân cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và giấy chứng nhận tiêm vaccine. Khách quá đông, đền Bà Chúa Kho khẩn cấp đóng cửa. Thưa quý vị, do du khách về lễ đền Bà Chúa Kho quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Ban chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng dịch COVID-19 phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh thông báo dừng hoạt động đón khách từ ngày 5 tháng 2, tức ngày 5 Tết. Trước đó, trong ngày 4 tháng 2, tức ngày 4 Tết, hàng ngàn người dân đã kéo nhau đến đền Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, thắp nhang, dâng lễ để vay tiền xin lộc tại đây. Nhiều thời điểm, người dân đến hành lễ không bảo đảm yêu cầu 5K phòng chống dịch. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, du khách về lễ đền Bà Chúa Kho quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, nên tối ngày 4 tháng 2, Ban chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh và Ban tổ chức ra thông báo đóng cửa và tạm dừng tiếp đón khách tại đền Trình và đền Bà Chúa Kho từ ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 Tết tháng Giêng Nhâm Dần cho đến khi có thông báo mới. Choáng với giá vé máy bay cao gấp 5 lần trước Tết. Thưa quý vị, trên trang web của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, toàn bộ vé các hãng phổ thông linh hoạt trên khoảng 20 chuyến bay chặng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 2 đều đã báo hết, chỉ còn vé hạng thương gia với giá thấp nhất gần 8,7 triệu đồng trên chiều, cao nhất hơn 10 triệu đồng trên chiều, một số chuyến bay tối muộn cũng có giá hơn 9,6 triệu đồng trên chiều. Tương tự những ngày tiếp theo mùng 6, mùng 7 và mùng 8, các giải giá vé phổ thông linh hoạt cũng đã bay màu, chỉ còn lại vé hạng thương gia với mức giá dao động từ 8,7 đến hơn 10 triệu đồng trên chiều. Phải tới ngày mùng 9 tháng 2, hành khách mới có cơ hội mua vé của Vietnam Airlines từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh với trên một số chặng với giá hạng phổ thông ở mức gần chạm trần hơn 3,5 triệu đồng trên chiều. Sau đó, từ ngày 12 tháng 2 trở đi, vé máy bay chặng này lại hạ nhiệt xuống khoảng 800.000 đồng trên chiều, vé nhiều ê hề. Tham khảo trên trang bán vé máy bay trực tuyến Abay, toàn bộ các chuyến máy bay của Vietjet, Pacific Airlines, Viettravel Airlines bay chặng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đều đã hết vé. Ngoài Vietnam Airlines, chỉ còn số ít máy bay của hãng Bamboo Airways là còn chỗ, giá hơn 7,5 triệu đồng trên chiều. Cũng phải tới ngày 9 tháng 2, Abay mới hiện lại các chuyến bay của những hãng hàng không còn lại với giải giá vé rộng chỉ từ hơn 800.000 đồng trên chiều. Chị Trần Anh ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh thở phào chia sẻ, trước Tết tôi mua vé khứ hồi chặng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội cho gia đình 4 người, hết tổng cộng 19,5 triệu đồng. Bay Vietnam Airlines, bay ngày cao điểm ra Hà Nội 26 âm lịch, bay vào ngày 6 tháng 2, mà tính ra chỉ hơn 2,4 triệu đồng trên chiều. May sắp xếp tính toán mua sớm, chứ để giờ mới mua, vé cao thế này thì mất mấy chục triệu tiền vé. Giá vé không chỉ tăng vọt, một số chặng ngắn hơn từ Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Thanh Hóa về tới thành phố Hồ Chí Minh đều đã báo hết vé tất cả các hãng từ hôm nay cho tới mùng 8 tháng 2. Phải đến tới ngày mùng 9 tháng 2, chặng Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh mới có chuyến của Bamboo Airways và Vietnam Airways còn chỗ trống, giá vé thấp nhất hơn 4,5 triệu đồng trên chiều. Những ngày sau đó, giá vé lại giảm xuống còn dưới 1 triệu đồng trên chiều. Theo ghi nhận của các hãng hàng không, giai đoạn cận Tết Nguyên đán, lượng khách mua vé máy bay tăng cao trên tất cả các nhóm đường, đặc biệt là khi Bộ Giao thông Vận tải bỏ quy định xét nghiệm và kiểm soát tiêm chủng đối với hành khách. Các chuyến bay nội địa từ phía Nam ra miền Bắc và miền Trung đạt tỷ lệ lấp đầy cao, trung bình từ 94 đến 97%, nhiều chuyến đạt 100%. Số người chết vì COVID-19 tại Mỹ đã nhiều hơn dân số của một bang. Thưa quý vị, số liệu của hãng tin Reuters cho thấy, tính từ ngày 12 tháng 12 đến nay, cả nước Mỹ ghi nhận 100.000 ca tử vong vì COVID-19. Đây cũng là giai đoạn biến thể Omicron xâm nhập và bùng phát mạnh tại Mỹ.
Tính từ lúc ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào đầu năm 2020 cho đến nay, Mỹ đã có 904.067 người chết vì COVID-19, nhiều hơn toàn bộ dân số của bang South Dakota, bang đứng thứ 7 về diện tích ở Mỹ. Với con số này, Mỹ tiếp tục là nước có nhiều người chết vì dịch nhất trên thế giới. Tiếp theo là Nga, Brazil và Ấn Độ với hơn 1,8 triệu ca tử vong cộng lại. Về tỷ lệ tử vong tính trên đầu người, Mỹ đứng thứ 20, trong khi Brunei và Nga là hai nước đứng đầu. Mặc dù số ca tử vong chạm cột mốc buồn, có nhiều tín hiệu cho thấy nước Mỹ đang trong giai đoạn sau cơn mưa trời lại sáng. Theo hãng tin Reuters, tỷ lệ tử vong và số ca tử vong hàng ngày đang chững lại trong bối cảnh làn sóng Omicron bắt đầu lắng xuống. Thống kê cấp liên bang cho thấy phần lớn người tử vong thuộc nhóm chưa tiêm chủng. Số ca tử vong trung bình trong 7 ngày đã giảm còn 2.592 người so với 3.300 ca trên ngày trong đỉnh điểm do đợt bùng phát của biến thể Delta vào tháng 1 năm 2021. Trên toàn quốc, trung bình mỗi ngày có 354.000 ca nhiễm COVID-19 mới, bằng gần một nửa so với cách đây chưa đầy 2 tuần và giảm so với mức cao nhất gần 806.000 ca vào ngày 15 tháng 1. Sự cải thiện đặc biệt rõ rệt ở các thành phố phía đông nơi bị Omicron tấn công sớm nhất ở Mỹ. Tại hạt Cuyahoga của Ohio, trung bình mỗi ngày ghi nhận 300 ca, giảm so với 3.200 ca trên ngày vào Giáng sinh. Thành phố New York ghi nhận trung bình 3.500 trường hợp mỗi ngày, giảm so với 40.000 trường hợp chưa đầy một tháng trước. Hạt Cook ở bang Illinois, hạt đông dân thứ hai của Mỹ, thì ghi nhận trung bình 2.200 trường hợp mỗi ngày, giảm từ 12.000 trường hợp vào giữa tháng 1. Giới chức Mỹ tin rằng làn sóng COVID-19 đang qua đi và một số ca nhập viện thuyên giảm, nước Mỹ sẽ bước sang một giai đoạn mới. Tuy nhiên, cũng có một số người thận trọng cho rằng bức tranh chưa hoàn chỉnh vì còn nhiều người bị nhiễm khi tự xét nghiệm tại nhà nhưng không khai báo y tế. WHO cảnh báo biến thể Omicron tàng hình khó phát hiện hơn. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 2, tiến sĩ Nikki Skoumidi-Moleci, nhà khoa học của WHO bày tỏ lo ngại dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, hay còn gọi là Omicron tàng hình, có thể khó bị phát hiện hơn. Nhà khoa học Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm rằng BA.2 khó bị phát hiện vì không phải lúc nào phương pháp xét nghiệm gen mục tiêu, cụ thể là gen S, dùng để xác định và phân biệt BA.1 dạng phổ biến của biến thể Omicron với các biến thể khác cũng có thể phát hiện ra BA.2. Bà cho biết WHO đang làm việc chặt chẽ với các phòng thí nghiệm yêu cầu họ phân tích thêm các mẫu không được gắn nhãn là Omicron trước đó để có một bức tranh chính xác hơn về sự lây lan của BA.2. WHO cũng đang kêu gọi thêm các nghiên cứu về BA.2, bao gồm động lực, khả năng lây truyền và khả năng lẩn tránh miễn dịch. Omicron có các biến thể phụ gồm BA.1, BA.11, BA.12 và BA.13. Trong đó, số liệu từ cơ sở dữ liệu GSAT cho thấy BA.1 và BA.1.1 hiện chiếm hơn 96% tổng số mẫu nhiễm Omicron được giải trình tự gen. Theo WHO, biến thể BA.2 bắt đầu thay thế BA.1 ở một số quốc gia như Đan Mạch. Dữ liệu tại Đan Mạch cho thấy không có sự khác biệt về mức độ gây bệnh của các biến thể phụ này. Theo hãng tin Reuters, biến thể BA.1 của Omicron thiếu một trong ba gen mục tiêu được sử dụng trong xét nghiệm PCR thông thường. Theo mặc định, các trường hợp hiển thị mẫu này được giả định là do BA.1 gây ra, trong đó BA.2 không có cùng gen mục tiêu bị thiếu với BA.1. Thay vào đó, các nhà khoa học theo dõi BA.2 theo cùng cách họ theo dõi các biến thể trước đó, bao gồm biến thể Delta, bằng cách theo dõi số lượng bộ gen virus được gửi đến cơ sở dữ liệu công cộng như GSAT. Các chuyên gia cho biết cũng như các biến thể khác, một người mắc BA.2 có thể được phát hiện dương tính với COVID-19 bằng một xét nghiệm tại nhà, sau người bệnh sẽ không biết họ mắc biến thể nào. Tính đến ngày 2 tháng 2, các mẫu giải trình tự gen chứa BA.2 báo cáo lên GSAT đã được ghi nhận ở 57 quốc gia. WHO cho biết tại một số nước, BA.2 đã chiếm tới hơn 50% số mẫu Omicron được giải trình tự gen. WHO cũng tin rằng dữ liệu ban đầu cho thấy BA.2 dễ lây truyền hơn một chút so với BA.1. Ngày 3 tháng 2, bà Skoumidi-Moleci cho biết BA.2 đã được phát hiện ở 5 quốc gia ở châu Phi, bao gồm Botswana, Kenya, Malawi, Senegal và Nam Phi.
Vụ cựu trưởng công an Tây Hồ Phùng Anh Lê điều tra hành vi nhận hối lộ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cựu trưởng công an quận Tây Hồ Hà Nội Phùng Anh Lê tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ là Nguyễn Hữu Tài ra khỏi nhà tạm giữ công an quận Tây Hồ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã xác minh điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Tài cùng đồng bọn. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tài, Trần Văn Lộc, Nguyễn Khắc Đức, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Quang Chính về tội cướp tài sản. Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài 24 tháng tù giam, Trần Văn Lộc, Nguyễn Khắc Đức 20 tháng tù giam, Nguyễn Văn Nam 18 tháng tù giam và Nguyễn Quang Chính 15 tháng tù hưởng án treo. Bản án không bị kháng cáo, kháng nghị và đã có hiệu lực pháp luật. Theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quá trình điều tra vụ án tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, bị can Phùng Anh Lê luôn tìm mọi lý do để chối tội và đổ lỗi cho các bị can khác. Căn cứ lời khai của bị can Vũ Công Ngọc, cựu đội phó đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ, cơ quan điều tra xác định bị can Ngọc đã báo cáo ông Lê và đề xuất việc Nguyễn Hữu Tài đang bị tạm giữ, muốn cho Tài ra khỏi nhà tạm giữ phải có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ hoặc có quyết định trả tự do theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ông Lê vẫn tiếp tục chỉ đạo bị can Ngọc phải xuống nhà tạm giữ để nhận Nguyễn Hữu Tài và cho về. Lời khai của ông Ngọc phù hợp với lời khai của bị can Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ, Lê Đình Trung, cựu đội phó đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quận Tây Hồ, phù hợp với kết quả giám định và các tài liệu khác đã thu thập trong quá trình điều tra. Vì vậy, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có đủ căn cứ để xác định bị can Phùng Anh Lê đã phạm vào tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang thi hành án phạt tù. Các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc và Lê Đình Trung trong giai đoạn điều tra ban đầu khi cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chưa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Các bị can chưa khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình và các đồng phạm. Hành vi trên của các bị can được cơ quan điều tra xác định đã gây cản trở khó khăn cho hoạt động điều tra. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố bổ sung, các bị can đã thành khẩn nhận tội. Lời khai của các bị can Châu, Ngọc, Trung phù hợp với các chứng cứ khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án nên có đủ cơ sở để xác định Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung là đồng phạm với Phùng Anh Lê. Kết luận điều tra cũng đánh giá đối với vụ án hình sự không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội theo quyết định tại Điều 369 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, nội dung trình bày và tài liệu là 4 file ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông Phùng Anh Lê và đội phó đội điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ do Phùng Anh Lê cung cấp thể hiện một số tài liệu quan trọng đã được giao cho lãnh đạo Công an Hà Nội để báo cáo về vụ việc. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân đã ra quyết định trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả. Theo cơ quan điều tra, lời khai của bị can Phùng Anh Lê và kết quả giám định các tài liệu không ảnh hưởng đến hành vi tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ. Vì vậy, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định tách vụ án hình sự về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để điều tra thành vụ án khác. Cũng theo kết luận điều tra, trong vụ án này còn nội dung lời khai của những đối tượng Nguyễn Hữu Tài và một người quen của bị can Phùng Anh Lê về việc đã đưa số tiền 110 triệu đồng cho ông Lê để nhờ cựu trưởng công an quận Tây Hồ giúp hòa giải với bị hại. Ngoài các lời khai trên, cơ quan điều tra thấy hiện tại bị can Phùng Anh Lê không thừa nhận đã nhận số tiền này, người liên quan cũng không đưa ra tài liệu nào để chứng minh. Do vậy, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tách hành vi có dấu hiệu đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ để tiếp tục điều tra làm rõ.